Buổi sáng hôm nay tôi đặc biệt muốn gửi đến các Phật tử ở đây cũng như những Phật tử mà sau này nghe lại cái phần giảng sáng nay, một cái đề tài mà tôi cho là rất là cần thiết, rất là cần thiết. Tôi hy vọng rằng các vị nghe hết. Buổi đầu thì các vị nhớ có một chuyện thôi, mình ghé vô một cái nhà hàng hay là mình dừng chân ở bên một cái gánh hàng rong bên đường ấy, thì cái chuyện đầu tiên ấy, là mình bỏ hết những cái ấn tượng, những cái kinh nghiệm, những cái ký ức, những cái hồi tưởng của mình về những cái nơi chốn mà mình từng ăn uống. Và cái chuyện đầu tiên là mình cứ ngó trong cái tiền đó, trong cái gánh đó họ có bán cái gì, và mình chuyên tâm, vừa chuyên tâm và vừa nhẹ nhàng tâm thái, tự thức là từ cái đầu mình nhẹ hơn. Còn lần này mới về xe chúng mình ngồi, mình thấy là cái nồi chè này không giống cái nồi chè của má mình, hiểu? Mình nhìn cái nồi cháo mình cứ nói nồi cháo này không giống nồi cháo của bà ngoại mình. Cái gánh xôi này, cái xôi này nhìn cái mặt nó cũng giống như cái xôi mà mình ăn ở Đại Sích, ăn ở München, ăn ở Bonn chẳng hạn, thì khó lắm, rất khó. Mình cứ thanh thản thấy nó trước mắt thì cứ mình biết mình đang đói bụng thì mình cứ ngồi xuống mình kêu đúng cái phòng mình ăn, thì ăn với tâm trạng như vậy thì tôi nghĩ rằng ở nhà hàng nào, ở bến hàng đâu nào quý vị cũng thể ăn thoải mái. Đi nghe pháp hình như cũng như vậy. Khi các vị đến lần đầu tiên, các vị gặp chúng tôi, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, cái gì căn bản nhất là hãy tạm quên hết những gì mình đã nghe, đã nghĩ, đã hình dung, đã tưởng tượng, đã liên tưởng. Mình cứ ngồi yên, không có cái gì, chỉ đơn giản vậy, mình nhẹ nhàng hơn là một sự sao sách. Dân số thế giới gần bây tính đến hôm nay là trên 7 tỷ người, dân số thế giới trên 7 tỷ người, và trong đó một cái cách tính toán thống kê mà nhẹ nhàng nhất thì cũng là hơn phần nửa của 7 tỷ người đó là có tôn giáo, có tín ngưỡng, hơn phần nửa. Đó là cái tính nhẹ nhàng nhất đấy. Trong đó là mình biết đạo Chúa là trên 1 tỷ, đạo Hồi đó là trên 1 tỷ, đạo Hindu là cũng phải 1 tỷ, đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Hindu được trên 1 tỷ, đạo Phật thì hơn nửa tỷ, đạo Phật hơn nửa tỷ, còn lại đó là những tôn giáo nhỏ hơn, còn lại là những tôn giáo nhỏ hơn, hoặc là có những cái tổ chức tâm linh mà nó không thể gọi là tôn giáo, mà nó chỉ là những đường hướng tinh thần thôi. Nhưng mà gom chung lại thì hơn 7 tỷ người. Thì nằm gọn trong bốn cái đối tượng sau đây. Đó là cái chuyện mà sáng nay tôi đặc biệt muốn bà con lưu ý, đặc biệt sáng nay muốn bà con nghe đó. Tức là trên 7 tỷ người được gom gọn lại về mặt tâm linh tinh thần chỉ nằm gọn trong bốn nhóm thôi, bốn nhóm. Nhóm một là đến với tôn giáo để giải quyết những nỗi khổ niềm đau. Chúng mình nhiều quá, tôi cũng đến cái chùa với Chúa. Gia đạo tôi bất hòa, tôi cũng đến cái chùa với Chúa. Tuổi già cô đơn không vợ chồng con cái, quạnh quẽ quá, tôi cũng tìm cái chùa để đến chùa với Chúa. Làm ăn thất bại, thất tình, cũng đến chùa đến Chúa. Tôi tìm, tôi hy vọng qua đó, qua cái tiếng chuông ngõ của chùa, qua cái sự gặp gỡ với các cha, các sơ của nhà thờ, tôi tìm thấy một sự chia sẻ, một cái sự cảm thông cho cái nỗi khổ niềm đau của tôi. Đó là lúc là nhóm một, tức là đến với tôn giáo để mà chạy trốn cái khổ. Cái nhóm này hơi đông, nhóm này đông, và đặc biệt là những người đang có vấn đề về đời sống tinh thần hay là về đời sống vật chất, hoặc là trong đời sống tình cảm, hoặc trong những quan hệ xã hội. Thì nói chung là những người đang có vấn đề thì họ đến với đạo Phật trong cái nhóm 1.
Tụi mình nhóm một đây là đến đạo Phật, đến với tôn giáo, tín ngưỡng nói chung, không riêng gì Phật giáo nha, Chúa và chùa luôn. Thì nhóm một là đến với tôn giáo để giải quyết cái vấn đề chút tắc, vấn đề tôi gọi là đốn khổ. Cái nhóm thứ hai tôi gọi là cái nhóm tín ngưỡng hạnh tiến. Nghe cái tên rất là kỳ, nhiều khi tôi giải thôi chế là cái từ để cho ta dễ nhớ. Cái nhóm một nhất, nhóm một là nhóm đi trốn khổ, còn nhóm thứ hai nhóm hạnh tiến là sao? Họ đang có nhân sắc, họ đang có tiến triển, họ đang có chút thành công trong công việc, trong xã hội, họ đang có một mái ấm gia đình ok, họ đang có một cái nếp gia đạo rất là ổn định. Trong lúc đang vui vẻ như vậy thì rằm quân sắp bằng đầu năm vu lan vô thừa tới chùa để cầu cho những cái người đang có thêm nữa và cho nó đừng có mất đi. Thì tôi nói với các vị khó chịu, tôi cũng phải nói chuyện. Xin lỗi, tôi là người Nam Bộ. Ở đây còn những mặt kỳ không nghe tôi nói khó chịu không? chứ còn sao tôi nói ta? Dạ, con người Nam. Okay. Chứ còn có nhiều người nói với tôi, họ nói rằng thầy giọng Nam Bộ mà cái giọng của thầy nghe giọng kim, gì giọng lý gì đó nghe nó chẳng biết. Thì cái hạng thứ hai là cái hạng thứ nhất là hạng trốn khổ, hạng thứ hai là hạng tìm vui, hay là cái hạng vừa là hạnh tiết, hay là hạng vui sớm. Có nghĩa là họ đang có được những thành tựu, họ có được những điều như ý, và họ đến cái chùa miếu là tiện mới đi, vui mới đi. Cái hạng mình không ít, hạng này nhiều lắm. Tôi đi giải cho những mặt cái liền này, thấy các bạn đã đi những mặt mà cái mặt nó sáng rỡ, gió tràn ngập, gió sinh, nó đang lên hết. Thì nó mượn chùa, mượn Chúa, mượn Quan Âm, mượn Di Đà, mượn Bổ Sư để mà gọi là vun sới mồi đất thêm cái mà họ đang có. Nói chung là họ đi đến với tôn giáo để mà vun sới cái họ đang có và cầu cho nó không mất. Đây là nhóm hai gọi là nhóm tìm vui nha. Nhóm một là nhóm trốn khổ, nhóm hai là nhóm tìm vui. Cái nhóm thứ ba đó là cái nhóm buông xuôi. Buông xuôi nghĩa là giống chiếc lá trên dòng nước và gió đẩy họ đến đâu họ đi tới đó. Họ không có mặt mày lắm, nhưng má kêu chở đến chùa dùm thì cũng chở. Vô thấy trời lạnh mà mỗi khi mình ngồi ngoài xe mình chào má ra nghe trời lạnh thường vô trong thì nghe ông thầy nói cái gì thì kệ chỗ nào nói nghe được nghe không, còn ngủ chỉ mới đó mà cũng có ngủ mà chí. Cứ như vậy rồi năm tháng cứ xô đẩy, rồi đến một lúc nào đó mình trở thành cảm tình viên của chùa nè, chưa là một tử gọi là fan, cảm tình viên của chùa. Thay người ta đi chùa bây giờ mình đi chùa chỉ vậy thôi, không có một cái định hướng gì, không có định hướng, không phải để ra mong mỏi là trong cuộc đời đi dạy học đi thuyết pháp. Tôi chỉ mong là mỗi một thành phố có được vài người thuộc nhóm bốn. Đó với tôi là cái người ăn đủ lớn, một người tịch lệ lớn, người là người nhóm bốn. Đa phần phật tử mà nên còn nhóm một, nhóm hai, nhóm một tôi nhắc lại nha. Đây quý vị nhìn mặt và thấy các vị nhớ nhớ dở dễ quên. Nhóm một là nhóm trốn khổ, có nghĩa là vì gia đạo, vì sức khỏe, vì tài chất có gì gì đó là nên hết cái chùa. Nhóm hai là đang vui vẻ, đang hạnh phúc, đi chùa để mà cầu nguyện cho những cái đang có được cái mắt, chỉ có thêm được cái mắt. Nhóm ba là nhóm buông xuôi, nghĩa là tiện thì đi, tiện không không có ý kiến, không có ai nói thì ok, tiện thì cứ đi vậy thôi. Nhưng mà nhóm bốn là nhóm mà tôi đặc biệt lưu ý. Nhóm bốn là cái nhóm mà lẽ ra nó dân đức á, là để hiểu cái nhóm bốn là gì nhất. Đức chúng ta có nix, đây là điểm nix, có nix, có sô bên nào, có sô bên nào, bộ đây người buôn bán nhiều hơn người lao động tự do, lao động xuất khẩu hơn. Mà quên, nếu mà đi từ Hà Nội làm điểm nix, làm điểm sô bên nào, điểm gớt. Đây đúng là dân đức, là một cái giống dân mà có một cái điều kiện tâm lý để thuộc nhóm bốn nhiều nhất. Đó là sao? Là dân đức là một
trong những dân tộc, trong số hiếm những dân tộc thế giới, bên cạnh Anh, Ấn, Do Thái, Anh, Ấn, Do Thái. Đây là những cái dân tộc mà do cái văn hóa và do cái dân tộc tính, người ta thường có cái thói quen và suy tư và trăn trở và thao thức về cái mà tôi gọi là thân phận của con người. Không biết có bao giờ các vị ngồi trước mặt tôi mà các vị có trải qua cái giây phút này hay chưa? Đó là hồi nhỏ mình, lúc bé mình nghĩ gì hết, nợ với bố mẹ, cứ ăn học rồi về sống trong cái vòng tay chăm sóc yêu thương bảo bọc của cha mẹ, lúc giai đoạn mình ý kiến. Nhưng có bao giờ mình ý kiến này không? Tự nhiên đến cái tuổi lên đó, tự nhiên mình biết yêu thương người dân, biết thương người dân, tự nhiên để ý đến con Lan, con Cúc, thằng Tỉ, thằng Tèo, rồi mình thương nhau, rồi cứ cho là mọi chuyện nó suôn sẻ. Mình lấy nhau, mình có một đi gầy dựng một mấy anh, rồi có mấy mặt con, rồi mình tiếp tục đi làm để mình lo đến cái nhà, rồi có cái nhà rồi đi làm để giữ cái nhà, rồi có cái gia đình thì phải đi làm để giữ cái gia đình. Nói chung là đi làm để giữ cái nhà và giữ cái gia đình, và cứ như vậy xuống nhiều năm, đến một ngày con cái nó đủ điều kiện, nó phun ra, nó làm những cách chim bay từ môn phương. Lúc đó bố mẹ chỉ còn những ông cụ bà lão vào ra thì hy vọng vẫn quanh trong một cái nếp nhà nào đó, một là villa, và hai là một cái căn hộ thuê. Rồi đến một lúc nào đó con cháu có đi nó xin thì nó về thăm, còn không thì kéo nhau vô nhà già ở chờ lúc mà đi. Các vị có bao giờ dự có dịp dự đi vào bệnh viện thăm người, hay là vào ở trong mấy cái nhà tang lễ, các vị có bao giờ thấy cảnh mặt ở đó không? Và đa phần thì chúng ta không, đa phần chúng ta là những nói các vị đừng buồn, đa phần chúng ta là những đứa trẻ sống lâu chứ không phải là người lớn. Chúng ta chỉ có già thì chúng ta mới trưởng thành, chúng ta chưa tóc bạc thì chúng ta không chín chắn. Lúc mà đang dòng đời đang suôn sẻ, đang có chút nhan sắc, đang có chút tiền bạc, đang có chút tình cảm, đang có chút những quan hệ tốt của xã hội, có chút chức vụ, có chút quyền lực, có chút uy tín, có chút tiếng tăm, thì cái gì mình cũng bỏ qua hết. Có một ngày khi nghe nó hơi bị kỳ trong người, rồi đi bác sĩ báo cho biết là ung thư, thì lúc đó là hồn vía lên mây. Nhưng mà bộ các vị nhớ chỉ rất là quan trọng trong đạo Phật, Đức Phật không hề tô hồng chút luận cái cuộc đời này, không có vẽ vời cuộc đời này màu hồng màu tím, mà thật ra Đức Phật cũng có cuộc đời này nó màu xám màu đen. Đức Phật không nói như vậy, mà ngài chỉ cho mình biết rằng cuộc đời này nó bản chất nó là như vậy để cho mình chán. Ngài không muốn cho mình sợ, ngài cũng không, dĩ nhiên ngài không muốn cho mình mê, ngài chỉ nói cho mình chán, ngài chỉ nói cho mình buồn. Nhớ rằng gì người hiểu lòng tưởng là đạo Phật tức là bôi đo chén trấu, làm bôi đen cuộc đời, là cuộc đời nó âm u bi quan tâm tối tàn. Đạo Phật không có nói cho mình mê đời, mà đạo Phật cũng không nói làm cho mình sợ hãi kinh hoàng. Đâu có một cái thứ tôn giáo minh triết nào mà đi làm cái gì nó bao giờ cái điều lớn nhất trong đạo Phật đó là tôn giáo như thế là sai. Cho nên tôi nói giải trí là để tâm khổ. Nhóm hai là đi tìm vui. Nhóm ba là buông xuôi, dòng đời nó đến đâu chảy đâu thì đến đó. Cái đó là tôi thấy hơi nhiều nhất là trong cái thế giới hôm nay, tuổi trẻ hôm nay hầu hết là không có ý kiến về chính trị, không ý kiến về tôn giáo, không ý kiến về triết học. Nhưng tôi nói về cái đó, tuổi trẻ hôm nay cái rồi có cái nhóm đến đồng thôi, không ý kiến. Không tin các vị đưa nay các vị đi ra nhìn tôi một cái siêu thị hay là một cái nhà hàng, các vị tập những người tuổi trẻ, các vị nói chuyện họ nghe, họ những chân họ tỉnh bơ, họ nói chuyện nhóm ba đó. Nhưng mà cái nhóm 4 là cái nhóm rất là quan trọng. Tôi nhắc lại một lần nữa, trong thế giới này đạo Phật không hề muốn chúng ta, nhưng mà tại vì đi đúng không được bị quan, càng không nên sống lạc quan mà nên sống bình tĩnh. Bình tĩnh là sao? Nó là sao thấy nó như vậy? Ăn rồi mà cứ nói cuộc đời này nó đắng á, sao sống? Ăn rồi cứ nhìn cái đâu thấy có thôi, cái đâu đắng ghét, đâu chua lè, hay sao sống? Mà ăn rồi mà cứ ngồi mà dệt mộng về cuộc đời này, bữa nào mà nó vỡ mộng ra đó là nó vỡ mộng luôn. Cái vị hiểu không? Có biết cái chuyện vỡ mộng không? Cứ ngồi mà dệt mộng thì sẽ có ngày nó vỡ mộng, mà vỡ mộng là vỡ mộng.
Đạo Phật không muốn quý vị sống bằng một cái tâm tưởng, bằng một cái tâm thái u ám, bi quan. Mà Đạo Phật càng không muốn quý vị sống kiểu như một đứa trẻ ham chơi. Mà Đạo Phật chỉ đề nghị cách sống bình tĩnh. Tôi nói cho bà con biết một chuyện. Tôi 50 tuổi rồi. Nếu các vị thấy Phật vui trẻ hơn hay già hơn tuổi thật của tôi, tôi có 50 tuổi rồi. Mà cái chữ gì mà từ đại hội mà Covid nó bùng ra tới bây giờ, trong cơ thể tôi nó có những cái dấu hiệu rất là kỹ. Mà tôi biết tôi nói ra như vậy có người không tin, có người nghĩ chắc cả đang giả ra cũng dịnh chuyện như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi cũng không lý do gì mà tôi dịnh cái chuyện đó, là tôi có những cảm giác rất là lạ cơ thể của tôi. Thí dụ như ngày trước tôi em kéo cái này lên cao mới để được. Tôi cũng bị một vài lần tôi bị loét một tử. Nhưng mà loét thì có nghĩa là tôi cảm thấy nó chảy nước nhiều, chỉ là chảy nước miệng ấy, chảy nước bọt, chảy nước miệng nhiều. Hoặc là tôi có nghe nó đau, có hơi nặng nặng, nó đau đau ở một chỗ. Hai tiếng hồ ai cầm nổi. Cũng trước, trước vậy. Nhưng bây giờ thì không, có tuổi rồi. Nó nhói, thì nó nhói, như là ai đến tim thì chích nhóc vậy. Tại sao em chỉ cần nói này, tại sao? Có lý do. Có lý do sao là lúc đó tôi cứ nghĩ toàn là chuyện xấu, chứ còn một vài việc tôi không có vợ con, tôi không có gia đình, tôi không có gì để lo. Nhưng tôi có còn một vài việc, một vài cái đồng sản là không để đứng được bảo dở dàng như xong tôi muốn in. Bây giờ em đi kia tôi kể một, cái gì chỉ để chút việc hỗ trợ cho một cái thiền viện bên Yến Điền cũng chỉ cũng dở dàng như nó xong kéo lên. Một vài việc, một vài việc còn sau này tôi cũng ước mơ nhỏ nhỏ một xíu là tôi mong có một vài chỗ để luôn tới đây để thỉnh thoảng về nói chuyện với một vài người mà có nhu cầu cùng tâm lý chỉ vậy thôi. Đó tôi gọi đó là ước mơ hơi hoài bão. Còn bây giờ mỗi lần tôi nghe nhớ nhớ tôi đã làm nó cần biết gì nữa hả? Kêu không được tôi chưa biết cái lần nào tôi không biết cảm giác là nó sao. Tôi chỉ nhớ rằng những cái đêm 10 năm về trước tôi có đến nó nghiêng thì nó nghiêng nó xấu quá. Bây giờ mất rồi. Tôi thấm thì từ 3 tháng rồi. Tôi có giường sao? Cô đâu có cầm cả ngày thì. Thì buổi trưa ngồi ăn ngồi chung tôi có hỏi. Về ngang ngang rồi lại lại. Tôi có hỏi là không thôi. Bây giờ xin nghe cảm giác sao? Thì nó cầm đầu nghe nó rầm rầm. Đi ngang nó kỳ quá. Nó rầm rầm. Lúc tôi rầm rầm là sao? Nhưng mà sau này thỉnh thoảng tôi cũng nghe trong người tôi cũng như cảm giác tôi nhớ là cái lời đó là nó đang rầm rầm mà không nhiều nó nhói cả hết. Nói cả, và tại sao em chỉ nói rằng nói với cái làm để này có lý do. Lúc đó là cái gì tôi cũng muốn buông. Lúc mà mình mới là nghi thôi là mình đã muốn buông hết. Cho nên trong buổi giảng sáng nay nếu mà con hỏi tôi là ông thầy ông muốn nói cái gì thì tôi muốn nói một chuyện thôi. Tôi mong rằng những người mời được mặt tôi hay là những người nghe lại âm nhạc sáng nay hay cháu là những người đang để mình kê nó giống như nhớ cho tôi một chuyện thôi. Không được kê, không kê được đâu cô. Sống với chuẩn bị còn tốt hơn là để tới cái lúc mình nước tới chân như nhẹ. Tôi muốn, tôi hy vọng, tôi mong mỏi và các vị còn trước mặt tôi ngay từ bây giờ phải nhớ cho tôi một chuyện thôi. Muốn đi xa, cháu đi cầm đi, cháu cầm giùm cô đi chứ. Cô đi kiếm cái. Muốn đi xa thì phải có hành lý. Đây, cầm lấy nha. Tôi tự mình lên thì sĩ tôi qua đây gấp ba thôi. Thứ ba sáng hôm qua thì tối thứ hai là ba về bên đó rồi. Tôi đi ba hôm thôi. Mà tôi còn có hành lý mà. Nên, nếu chết rồi là hết thì không có chuyện gì để nói. Nhưng mà nếu tôi nói chuyện nếu nha. Hôm nay trên đầu tôi không có tóc, trên người tôi khoác áo của thầy tu. Lẽ ra là tôi nói cho các vị nghe về vấn đề quả báo luân hồi, nhưng mà không, đó không phải là cách của tôi. Tôi không muốn người ta thấy cái mặt của tôi là người ta kêu tôi tuyên giảng, tuyên truyền nhậu sọ ha. Chính tôi cũng thiết tha đề nghị các vị biết nghi ngờ, biết nhìn lại, biết tra vấn, biết đặt những câu hỏi về giáo lý, về nhà Phật. Chứ tôi không hề mong là có một rừng, một biển người Phật tử mà giống như dốt đạt. Tôi không mong, tôi không mong bảo tràng, tôi không mong các vị có pháp danh,
tôi không mong các vị sớm ngày hai buổi tu ngõ mà tôi không hiểu giáo lý nữa, tôi không mong như vậy. Và Phật giáo không cần cái thứ của cái đó, mà Phật giáo cần cái những người tử mặc gì cũng được, nhưng mà có hiểu giáo lý, cái đó cái quan trọng. Và tôi quay trở lại, tôi nói rằng đi xa đi gần hễ ra khỏi nhà phải có hành lý, nếu chết rồi hết thì không có gì để nói. Nhưng mà giả định như chết rồi mà nó còn có một chỗ khác để mình đi thì mình phải có cái gì cầm trên tay chứ. Bên thì sĩ qua đây có ba ngày mà nó còn có hành lý mà gửi đi, đó là chuyện thứ nhất nha. Đi phải có cái gì cầm tay. Và các vị còn tưởng tượng của tôi cũng chuyện rất là tiểu học, rất là căn bản, đó là nếu mình có một cái cuộc đời mà sống tốt và một cuộc đời sống tệ, thì theo quý vị cái một cái cuộc đời tốt và một cuộc đời tệ, cái nào nó sẽ cần thiết cho hành trình trước mặt nếu giả định chết rồi là còn. Tôi nói cái này cho quý vị nghe kỹ, tôi nói đâu có nhanh đâu. Nếu giả định như chết rồi mà còn cái chỗ để mình đi, thì tôi xin hỏi cái cuộc đời sống tốt và cuộc đời sống tệ cái nào, cái nào nó là chuẩn bị tốt cho cái hành trình đó, chắc chắn là hình như cái đời mình sống tốt, hiểu không? Nên sống giả định. Tôi nhắc lại, tôi không hề mà bắt gì với tên chết rồi là còn được vãng sanh, nên là bị xa đọa, cũng không có dọa, cũng không có dụ nha. Đạo Phật không có dọa, không có dụ. Phật đạo Phật, đạo Phật là một thứ thiện, chỉ đề nghị các vị nhìn xuống trên của mình và đặt những câu hỏi, đó là một thứ thiện. Cho nên nhớ thì tôi nói cái này thứ nhất, con đường nào hành trình nào cũng phải cần đến hành lý. Thì cái kiểu sống của mình bây giờ nè, có đúng là một kiểu sống chuẩn bị cho hành trang đó hay không, đó là cái một. Thứ hai, hành lý là cái gì? Hành lý là cái mình đem lên người của mình, hành lý là cái mình đem cái bên người của mình, đem theo qua đi chung với mình, nickname mình, cái gì biết tôi quan trọng nhất, chỉ có gì biết tôi quan trọng nhất. Tại sao? Là bởi vì nickname mình thì sao? Nó phải nhẹ, nó phải gọn. Chứ còn các vị đi mà các vị xách cho một cái túi 25 kg, vị đi có nặng cái cọc dầu kéo nó bánh xe kéo dòng nổi nha. Cho nên là cái nickname mình thì chỉ biết ở đây là phải là cùng với thì nó phải nhẹ gọn. Nhưng mà như vậy đủ chưa? Chưa. Ở đây có ai cho tôi thêm một cái tiêu chuẩn đây không? Hành lý cái ba lô mà đem lên người gọn nhẹ này còn cái gì nữa? Có ai cho thêm một chữ đây không? Còn mình đây luôn. Cô nói gần đúng thì tự nhiên cái cuộc cảnh ách đơn giản, đơn giản này đúng không? Gọn, nhẹ là còn chữ đừng muốn á. Đúng nhẹ nhàng. Cần thiết. Trời, có một tác người ăn bao nhiêu mà cả. Cần thiết. Nó nhẹ, đúng. Nó gọn, đúng. Nhưng phải là độ cảnh. Và có một cái chuyện mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần tôi nhắn tin mà ai cũng nghe cái nhạc online. Chị nói là bây giờ mình để nghe. Tôi kể cho mình nghe kinh nghiệm mà sẽ còn hành lý còn nhớ. Có một chuyên gia du lịch người Mỹ, ông nói thế này: rất nhiều người đi du lịch bị cái bệnh này, đem theo một đống đồ ăn cần thiết có. Chịu khó rồi. Mọi người từ Bali kéo Bali lên Nguyên Trình lên suối Gạc lên Classic lên khách sạn, mở ra cái đồ cần ấy thì nó còn mớ hơn cái đồ tàu lao ấy, thì nó là hết cả nửa mà nhiều rất nhiều em nghĩ gì đó rồi giả chồng ngay nha. Nữa bà nghĩ sao mình đi với con nhỏ con chưa cần này chưa rồi hai vợ chồng bà nghĩ sao mà đem cái này đón chồng bà vợ chữa là anh nghĩ sao mà đi ba bốn ngày mà đem cái này đỡ nó nhiều lắm. Thì cái ông chuyên gia giảng bài ra thì thấy cái này hay. Tôi nếu không có Covid thì có người biết tôi bay như chi vậy đó. Tại tôi Mỹ, tôi ở Mỹ thôi. Tôi quốc tịch. Tôi ở Mỹ tôi bay về Thụy Sĩ tôi đeo ra đi cho cá. Tôi đi Thái, tôi đi Miến Điện. Tôi bay đi công việc, cho nó đi chơi công việc. Không, đó
đầu mùa Covid năm nay mà không có việc gì tôi đi Nhật là tôi phải nói cũng không có lớp dạy nữa Nhật luôn. Cho nên tôi cũng có một cái những cái kinh nghiệm cay đắng như thế là người lý đem tới nơi xài được. Thì ông chuyên gia này bài cái này các vị nghe không có xài được không? Nghe nó kỹ nữa. Lựa ra những món mình thấy là cần thiết. Nghe nó kỹ nha. Lựa ra những thứ mà mình thấy là cần thiết. Chắc một năm xong rồi can đảm bỏ đi một nửa. Lúc tôi mới đọc tôi thấy kỳ. Những lần mà tôi bị dư tôi thấy hay. Chỉ biết này. Lựa ra những thứ mà mình nghĩ. Nếu các vị có để ý cái âm viết của tôi, cái âm sạch của tôi, cái chữ nghĩ quan trọng lắm. Mình nghĩ cả cái đức là tiếng Anh tiếng Việt, cái chữ nghĩ và chữ biết khác là giống. Khác. Trong bài giảng này tôi cùng với các vị đi vào những ngõ ngách vấn đề thì mình thấy nó thường luôn. Đa phần đời sống của mình không có phân biệt được cái chữ nghĩ và chữ biết. Tôi nghĩ rằng, tôi biết rằng hai cái này nó khác nhau nhiều, cũng như đa số phụ nữ không có phân biệt được những thích và những cần. Cứ đi shopping mà thấy 70% mà hạ giá là nhau vô là mua toàn là thứ mình thích cần. Chứ tôi xin bảo đảm các vị cái món mà quý vị thấy cần nó không có nhiều bằng 1/10 cái mình thích. Tôi nói vừa đúng không? Cái món mà cần đó. Trưa nay nghe giảng xong về nhà lục tung nhà bếp rồi mấy cái tủ ra con cho nó đúng. Cái mà thật sự cần nó chỉ có 1/10 thôi. Mà cái mình thích đó, thì nó gấp 10 lần cái mình cần. Và cái mà nó ngốn tiền của mình nhiều nhất toàn là cái mình thích. Và trong đời sống này cái mà nó làm cho mình cần nó không có làm khổ mình mà cái mình thích. Bà xã là cái mình cần. Mà bà hàng xóm là cái mình thích. Con thương đại kẻ mà chẳng thương đại bà. Vợ mình là thương bởi người chồng ta. Nhìn trong chồng thương bởi vợ thương bởi trai lắm gì. Là mình thấy toàn là những cái mình thích đó là cái họa nên mình không. Các vị đi hỏi bác sĩ này. Rau, nước trắng, thể thao, đó là những cái mà bác sĩ khuyên. Nhưng mà có ai thích cái đó không? Ăn còn rồi đâu tầm bậy không? Ở Mỹ tôi biết cái đồ quay tay chiên này, Coca-Cola này, cái chip này, sách này, cái đồ khô mà giòn giòn mà nó bệnh là ai cũng mê hết. Nhất mình có thời gian mà Việt Nam mình có phim tàu của mẹ hàng đó. Không có nấu ăn, cứ để mì gói với cái lon đó, vừa với bịch khăn giấy, mình coi vừa coi vừa khóc, nghỉ mũi xong là uống rồi. Ở đây là ai bị nào? Bị nó hết thường đó. Thì một thời gian sau là cũng béo phì nè. Đàn bà thì xấu quá, mắt eo, bụng nở. Một không mà đâu có ra toàn bộ đời sống của mình toàn là sống theo cái thích không. Cho nên ấy là mơ phân biệt dùng cái biết và cái nghĩ. Cái hành lý của mình á, mình chỉ đem theo cái gì mà mình biết là cần thiết, hạn chế những thứ mà mình nghĩ là cần thiết. Bây giờ mình thấy đạo Phật nghiêm không? Tu từng chữ một. Tôi hỏi các vị ở đây, các vị có nghe chữ thật thà không? Có cái chữ thật thà thì chúng ta cũng biết đúng không? Thật thà như thế. Dạ, thật thà. Nhưng mà trong đạo Phật ấy, một người mà biết đạo đó thì xé nhỏ cuộc đời này ra để sống hết mình, sống tận tụy, sống rốt ráo cái đó. Ai nghĩ thật thà là không có gian dối, thật thà là trung thực, thật thà là chân thành. Nhưng mà trong cái nào không phát, thật thà là xé ra là làm đau gì. Thế là cháu làm được không? Đứng mà đè cái mỏ thế này để cháu làm được không? Chữ thật và chữ thà. Chữ thật. Đa phần người không học giáo lý ấy, thì chữ thật không hiểu được nghĩa. Thật có nghĩa là không có dối. Nói thật là không có dối. Nhưng mà trong Phật pháp á, trong giáo lý là thì làm nó chỉ thật ấy, nó có cái hai nghĩa. Ở đây có cái hai nghĩa thôi. Tôi biết quý vị biết mà hỏi thì đã trả lời được, cái đó là khác rồi. Nó người thấy ghét mà nó người dễ thương của người Việt mình.
ai đó là không có biết chứ, nhưng mà khó trả lời được. Chữ thật nó có hai nghĩa. Thứ nhất, thật có nghĩa là không dối. Ví dụ như nó thật có nghĩa là không nói dối, đúng không? Ừ, thật là không dối. Nhưng mà chữ thật nó còn nghĩa thứ hai, nó nghĩa là rốt ráo, là tận cùng, là tuyệt đối. Ví dụ như nó vàng thật. Ví dụ vàng, mình biết vàng, vàng 14. Bên châu Âu còn có vàng 9, mình biết đồng nhiều lắm. Rồi tới vàng 10 carat, 10 carat. Và 14 cũng còn bạc, còn đồng. Và 18 cũng còn bạc, còn đồng. Nhưng mà lên tới vàng 24, nó mới là rốt ráo đồng. Khi ta nói vàng thật là Việt Nam là vàng 4 số 9. Để SGV thì chữ thật nó có hai nghĩa, đó là một là không dối, hai nghĩa là rốt ráo, là tận cùng, là tuyệt đối. Nhớ nha, chữ thật có hai nghĩa. Như vậy thì nhân lúc đang giảng về bốn nhóm người trên hành tinh, thì tôi có quẹo qua đây tôi giải thích chữ niệm chấp. Thì tôi đang nói đến chữ nghĩ và chữ biết, thì tôi mới liên tưởng đến chữ thật và chữ thà. Tại sao tôi phải xé những chữ đó ra để cho bà con kể từ hôm nay sao bà giảng này về phải thấm một điều. Đời sống này để mình sống bất cẩn, mình sống vội vàng quá, mình sống cái kiểu mà cởi ngựa xem hoa, cho nên mình thở rất là nhiều thứ. Đời sống này nó giống như là một cái chén cơm gạo lớn muối mè vậy đó, cái hộp mè nó nhỏ xíu, nếu có bị ăn vội á thì trên đời nó có gì bây giờ hẹn bằng cái cơm gạo lớn muối mè thì sao, vì hộp mè nó nhỏ quá rồi mình nhai vội mình thấy nó ngon, mà muốn thấy cái gạo lớn muối mè nó ngon mà không có nhai kỹ thì từ một mèo khi nó được cắn vỡ ra nó thơm và nó béo, đúng không? Thì họ sống cuộc sống hữu về sống chậm nè, sống chậm, sống cẩn trọng, sống vừa thông thả rồi vừa cẩn trọng. Thì đời sống này thì giàu giàu nghèo nghèo thì cũng sẽ trở nên thú vị hơn. Những cái đồ món ăn có đắng cay chua ngọt, nhưng mà nếu mình ăn cái kiểu của người biết thưởng thức, biết nhấm nháp thì vừa ăn nó rất là thú vị. Và ăn cái kiểu mà người thô lậu ấy, thì ăn cái gì cũng chỉ no bụng mà thôi. Còn nếu ăn kiểu thưởng thức như mà uống một chén trà, một ly rượu, một cái miếng phô mai, một miếng bánh, một miếng kẹo, một miếng chuối chiên, nhưng mà ăn với tất cả cái sự thưởng thức thì cái bữa ăn đó nó ý nghĩa hơn. Thì đời sống cũng vậy, đời sống nó muốn gì là vô nghĩa, nhưng mà làm sao có thể sống được với cái vô nghĩa đó, chúng ta chỉ phải sống chậm với nó thôi. Có hai cách để mình sống lâu, các bạn biết không? Cái điều trường hỏi của giáo có hai nghĩa, có hai trường hợp. Một, sống lâu có nghĩa là mình sống nhiều năm trong đời, nhưng mà trong Phật giáo chữ sống lâu nó không phải chỉ có hai nghĩa là sống nhiều năm, mà chữ sống lâu trong đạo Phật ấy nó có nghĩa có hai nghĩa, đó là một là sống hữu ích, sống có đóng góp, sống có hy hiến. Lỡ mai này các vị có chết rồi thì các vị vẫn sống lại trong cái lòng người ở lại. Đó là một kiểu sống lâu thứ nhất của đạo Phật nên đó là cái trường hợp. Còn kiểu mình ngoài đời đó, sống lâu là sống 80 năm, 90 năm, không đạo Phật chê cái đó, đạo Phật chê các hiểu dốt lắm, bởi vì sống lâu không làm nó có đời ra chặt đắt lắm nha. Cho nên cái sống lâu của đạo Phật có hai nghĩa. Một là sống hữu ích, có nghĩa là sống có đóng góp. Anh sống thì sao, khi anh đi rồi đó, cái khoảng trống là anh để lại người ta lấp hoài không có đầy. Cái giá trị một người nó tương đương với cái khoảng trống mà anh đang để lại. Bởi vì có nhiều người trên đời này họ chỉ có góp mặt chứ không có đóng góp. Có hiểu cái gì vậy? Chỉ góp mặt chứ không góp, chỉ có góp phần chen lắng là chỉ còn góp. Và cái thứ đó mà đã chết rồi đó, nó chỉ là sự vắng mặt chứ không phải sự mất mát. Có hiểu cái gì góp mặt và mất mát không? Có nhiều người lắc ra chết thì cộng đồng ta luôn có nghe bà Lan cũng nói không được. Vậy thôi, chỉ nào đi viếng kêu tôi tiếp nha rồi xong. Nhưng mà có những người mình nghe hồi chết mình bị điên, mình tiếc gì lắm. Thí dụ như giáo sư Trần Văn Khê, nhớ với câu giáo sư Phạm Công Thiện, trong nước thì có ông Trịnh Công Sơn, ông Bùi Giáng, đi sư trí hàng ấy, thí dụ như vậy. Thì đó là những người mà khi họ mất rồi mình tiếc chứ lắm, mình tiếc bởi vì cái khoảng trống mình để lại lớn quá. Cho nên có những người họ chỉ sống theo cái cách góp mặt chứ không là đóng góp, và từ đó
cái chết của họ chỉ là sự mất mặt chứ không phải sự mất mát về thế giới. Cho nên ở đây cũng vậy, tôi quay lại cái chữ trường thọ trong Phật giáo, rồi tôi mới nói đến cái điều thiệt hạ. Cái chữ trường thọ trong Phật giáo có hai cách: trường thọ là sống lâu, một là sống hữu ích, hai là sống chậm. Sống chậm cái này phải khó hiểu. Trong tinh thần Phật pháp ấy, có người đến hỏi Đức Phật: bạch Thế Tôn, một người muốn trở thành thánh nhân giống như ngài thì phải sống làm sao? Thì ngài nói là muốn trở thành một bậc thánh, chấm dứt sanh tử đau khổ thì phải sống trong chánh niệm, làm gì biết nấy, lâu ngày nếu đủ duyên thì sẽ chứng thánh. Đó là các vị sơ cơ chỉ nói từ đâu thôi, tôi không nói chuyện buồn nha, tôi cười là sống chánh niệm, làm gì biết nấy, buồn vui biết là đang buồn biết đang vui, rửa cái ly biết là đang rửa cái ly, bước đi biết rõ đang bước đi, xuống thang đang đi xuống cái thang thì biết rõ là đang bước từ bậc thang biết rõ, cầm con dao biết rõ cắt một cái miếng ca, cắt một cái chanh biết rõ, làm gì biết là gọi là sống chánh niệm, biết rõ rằng tôi đang sống với lòng ghen tuông ganh tị, biết rõ rằng tôi đang có cái tâm trạng buồn sỉnh, biết rõ rằng tôi đang hờn giận, biết rõ rằng tôi đang thương thích một người hay một vật nào đó, biết rất rõ, thì cái biết đó được gọi là chánh niệm. Quý vị nghe kịp chưa? Thì có người hỏi Đức Phật: làm sao để trở thành một bậc thánh? Đức Phật dạy rằng hãy sống với chánh niệm. Thì người đó hỏi thêm: bạch Thế Tôn, khi đã thành thánh nhân rồi thì đời sống của một người thánh nhân sẽ ra làm sao? Thì Phật dạy rằng đời sống của một bậc thánh cũng tiếp tục chánh niệm. Tôi vừa thương và tôi vừa tiếc với các vị. Tôi thương là đến tuổi này ở đây cây tròn những hai màu tóc mà các vị nghe đến thấp một chánh niệm, các vị có vẻ hơi khó nuốt. Nghe khó nuốt đó là cũng là cái thương, cũng là cái tiếc gì. Bởi vì sẽ có một ngày các vị nhớ lại bài giảng của chúng tôi. Nếu các vị là mẹ ruột của tôi, là một người thân nhất của tôi, thì tôi cũng đề nghị các vị nên sống chánh niệm. Tôi nói chuyện cho các vị nghiệp mình này. Trên 50 tuổi xương loạn, nhịp xương giòn, nó mà gãy rồi khó lỏng lắm, đi đứng nhớ cẩn thận. Ngày xưa những cái bậc, những cái chỗ cao cao mà nhảy đại, lúc bây giờ đừng có nhảy nữa, đi đứng cẩn thận lên. Hiện giờ cái chân tôi cũng còn đang đau, tôi nhịp bước bị lặn, bị lặn cả đây 30 tôi vẫn đi mà đứng được ấy. Mà ai ngờ về cuối đông thành cầu thang khỏe chân tôi đi được, rất là thâm thiết lắm. Tâm thế cái chữ gọi là chánh niệm quan trọng lắm. Sống chánh niệm các vị sẽ được an toàn và an lạc hơn. Tại sao an toàn? An toàn có nghĩa là khi sống cái chánh niệm các vị sẽ bớt đi rất nhiều những cái bực mình, những cái lo toan không cần thiết. Có những gì các vị nhớ tự hỏi lòng mình thế này: mình có thể sửa đổi được tình hình hay không? Nếu không sửa được hãy quên nó đi. Còn đa phần chúng ta thì sửa được cũng ráng nhớ để mất tích. Mình đi chạy đồng xuân mình nghe nói bà nó nói xấu mình, bà đã nói rồi thì bây giờ mình có sửa ấy, tình hình cho nó khác đi được hay không? Không. Mà nếu không thì hãy quên nó đi. Bởi vì có rất là nhiều chuyện trên đời này, nó chỉ có khi ta nghĩ tới nó thôi, cái đó đúng hay sai. Tôi đi chợ đồng xuân, tôi thương cái cô bán bún, tôi thương cô lắm, tôi về tôi nhớ cô tôi ngủ được. Nhưng mà cô còn có biết tôi nhớ cậu tôi ngủ được không? Không biết nữa. Tôi đâu có nói là tôi biết. Như vậy thì cái chuyện đó, rồi cái lúc tôi ngủ, tôi còn khi tôi về ngủ say, tôi còn tiếp tục cái nỗi nhớ đó. Như vậy có nghĩa là cái bóng dáng của cái cô bác bút vợ đồng sinh đó có hay không có, tại đâu có nghĩ tới mà không nghĩ tới không ta? Nhớ. Rồi tôi nghe nói cái cô đó cũng nói xấu tôi bực tôi giận lắm. Nhưng mà cái tác dụng của cái con nói xấu nó chỉ tồn tại khi mà tôi nghĩ tới đó tôi vui. Chứ có biết bao nhiêu lần trong đời này các vị cũng buông những lời nhận xét không có hay về người khác, mình nói xong cũng quên mất tiêu đúng không? Nhưng mà nó xui vô là cái đứa nào mà nó nghe nó nhận xuống đi, chứ còn cái đứa mà phát biểu là quên mất đâu. Cho nên có nhiều thứ trên đời này nó chỉ tồn tại khi ta nghĩ tới nó thật. Cho nên sống chánh niệm là sao? Sống chánh niệm nó còn chạy rất rõ. Khi các con sống chánh niệm, các con sẽ được an toàn và được an lạc. An toàn là cái chỗ là các con không có bị quấy,
rầy bởi những suy nghĩ tạp niệm không cần thiết, đó là an toàn. Và đồng thời khi các con sống trong cái tỉnh thức, trong chánh niệm, các con đi đứng nói năng sinh hoạt luôn luôn trong kiểm soát. Đời sống có kiểm soát là đời sống an toàn. Tên gì? Phải tên là gì đó? Phải tên là gì đó? Đời sống có kiểm soát, đời sống an toàn. Lái xe có kiểm soát, đi đứng có kiểm soát, nói năng có kiểm soát, tiếp xúc có kiểm soát, ăn uống có kiểm soát, sinh hoạt có kiểm soát. Tôi xin đoan chắc đó là đời sống tôi cho là an toàn. Và an toàn ở đâu thì an lạc nằm sát bên hết. An toàn nằm đâu thì an lạc nằm kế bên. Cho nên ngày khi biết đạo chúng ta sống lăng xa, biết đạo rồi chúng ta sống lăng xa. Cảm giác là cảm giác là khác rồi. Vậy quay lại chữ thật là chữ thả. Thật nó có hai nghĩa. Nghĩa một là không dối, mà nghĩa thứ hai là rốt ráo. Toàn bộ kinh Phật ở chùa có tủ đại tạng, cái tủ mà tủ kinh lớn không có cái kinh gì thôi. Toàn bộ kinh Phật, toàn bộ cái mình gọi là tam tạng hay đại tạng chỉ gom lại trong ba cái thôi, đó là giới định tuệ. Nói theo như bất kỳ là giới định huệ, định huệ chữ xưa đó. Giới á, các bạn có thấy cái kỳ không? Tôi đang giảng những chữ thật mà tôi quẹo qua chữ đó là tâm không? Đấy là rất là quan trọng thế này. Tôi đang giảng về chữ thật mà nó sẽ tôi quẹo qua tâm rồi. Giới là gì? Giới là nói năng và hành động trong kiểm soát thì gọi là giới. Nhớ nha, nói năng và hành động trong kiểm soát thì gọi là giới. Còn định là gì? Định là khả năng tập trung tư tưởng của mình vào một cái đối tượng nào đó. Ví dụ như trong kinh nói về niệm Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm hoài không có nghĩ hết nha, chuyên tâm một loại thì đó là định. Hoặc là cứ theo dõi thở, thở ra biết là ra, thở vào biết là vào, chỉ quan sát không có điều khiển, không có can thiệp. Nhớ nha, không can thiệp, không điều khiển, chỉ quan sát. Thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào. Khi đang thở ra mà có cái sự đụng mình thì biết rõ rằng tôi đang thở ra với sự đụng mình. Mình tiếp tục thở vào, tôi đang thở vào. Mà nếu cái sự đụng mình nó vẫn chưa hết thì mình vẫn biết rõ rằng mình đang thở vào bằng sự đụng mình. Thì đó gọi là định. Nhớ nha, như vậy thì giới là sự kiểm soát trong những gì mình nói và làm. Còn định là khả năng tập trung tư tưởng. Còn tuệ là cái gì? Tuệ là khả năng quan sát. Tuệ là khả năng quan sát. Tuệ là khả năng quan sát. Quan sát biết rằng mình đang khát nước, đó là phiền não. Thánh nhân mà cũng khát mà không phải phiền não, mà mình thà mà mình khát nước đó là phiền não. Mình muốn uống đó là phiền não. Mình cầm lên mình uống mình thấy nó đã, mình thấy thích, mình biết đó là phiền não. Đó là quan sát. Mình muốn lên chùa mình lại Phật, mình biết đó là tâm lành. Mình bước ra xe mình đi bằng chánh niệm, mình biết rõ rằng mình đang muốn lái xe, cái muốn này là tâm bất thiện. Thí dụ như vậy. Lên tới chùa rồi mình đậu xe mà mình nhìn trước mình sau, mình nói thôi đậu bên đây đi để nhường chỗ cho người sau mà tới. Thì ngay khi mình có suy nghĩ thì mình biết liền mình vừa có tâm thiện, hiểu không? Hoặc là mình vừa kiếm chỗ đậu xe mà mình thấy chỗ này tốt quá mà mình đậu đà mình không có kể đến người đến sau, đến cái cha cái đứa nào đứa sau khác chịu, lúc đó mình biết liền đây là tâm bất thiện. Nghe kịp không? Vào lại Phật cầm cái nén hương lên, biết rõ mình đang cầm nén hương, ngước nhìn lên người Phật lòng thấy vui, biết rõ đây là tâm lòng. Nên nhớ cái bài giảng sáng nay của tôi, biết đây là tâm lòng. Cúi xuống lại Phật thì đang lại nghe một cái câu nói ngoài cửa, ồ thì ra là của bà Tám, bà mới gây lộn mình ngày hôm qua, mừng biết rõ tốt, ồ đây là tâm sanh, hiểu. Như vậy tuệ là gì? Tuệ là biết rõ tất
tất cả những diễn biến sinh hoạt hoạt động của thân và tâm của mình thì đó gọi là tuệ. Còn muốn biết sâu hơn, rộng hơn thì bắt buộc chúng ta phải có một buổi lớp học giáo lý căn bản. Thì rồi có một vài vị bên Đức cũng qua đó cũng học lớp giáo lý căn bản của chúng tôi trong một tuần. Và đây đến cuối năm cũng có hai lớp, cũng toàn dân bên Đức qua München, Stuttgart, rồi Leipzig, Berlin. Thì sáng hôm nay một bài giảng mang giao lưu với bà con thôi. Tuy là giao lưu nhưng mà bài pháp này vẫn dành cho những người đã kỳ cựu chứ không chỉ là những người sơ cơ. Bởi vì chúng ta cùng nhau ngồi lại để nhắc tới những vấn đề mà tôi cho là cốt tử, chí yếu, quan trọng, thiết thân trong đời sống thường nhật cũng như trong cuộc tu của quý vị nha. Thì tôi đang nói về chữ thật. Thật nó gồm có hai cái nghĩa. Thật thứ nhất là không dối, mà thật thứ hai là rốt ráo. Thì trong tam học giới định tuệ, cái giới đó, nó chỉ giúp cho các vị có được cái thật thứ nhất thôi, tức là thật mà không dối. Còn cái thật thứ hai đó là cái bản chất rốt ráo của thế giới thì phải nhờ đến định và tuệ mới có được cái thật thứ hai. Có hiểu không? Tôi nói nghe kịp không? Tôi nhìn thấy vị tôi nhớ tuổi thơ chứ. Cái giai đoạn ai nói gì cũng hiểu. Tôi nhìn cái việc nhớ, tôi thấy thương đó. Tại sao thầy thương? Tại vì tôi nhìn tôi nhớ tuổi thơ tôi. Ở trong tôi mắc mới gì tuổi thơ thầy có chứ. Giai đoạn ai nói gì cũng hiểu. Thì thật tôi nghe nói là chữ thật và chữ thà đó. Thì chữ thật nó có hai nghĩa. Một là thật có nghĩa là không có dối. Thì cái giữ giới người Phật tử thì chỉ cho mình được cái thật một thôi, tức là không dối. Nhưng mà muốn thấy, muốn có được cái thật thứ hai đó, là cái thật là cái bản chất rốt ráo của đời sống, là mình phải tu định và tu tuệ. Định là tập trung tư tưởng. Thôi bây giờ thế này nha, tôi bài các vị cứ đi về làm được thì làm. Bận rộn thì thôi, mà hãy rảnh ngày làm 15-20 phút được. Cái cách nó đơn giản vậy. Nó nhiều đề mục tu định lắm, nhưng tôi lựa cái đề mục mà trong kinh đó là đề mục phổ biến nhất, đó là đề mục hơi thở. Tôi nhắc nhớ là làm thử nha. Nếu mà đủ duyên là con có thể ngồi cả ngày với đề mục này, còn không thì 15-20 phút cũng được. Để ý nha. Hít vô. Mà tôi nhắc lại lần nữa, không điều khiển nha. Không điều khiển, để nó tự nhiên. Khi nào mình cứ để cho nó ra hết cái hơi, tự động nó có nhu cầu hết vào. Nhớ nha, tự động nó có nhu cầu hết vào. Tôi nhắc lại lần nữa, khi nó hết hơi được phổi thì tự động nó có nhu cầu hết vào. Mình chỉ quan sát theo dõi những khối điều khiển rồi để nó vào. Hít vô rồi thở ra. Nó vô đầy rồi tự động nó có nhu cầu nó thở ra nha. Tự động mình không có điều khiển. Hít vô thở ra đến vòng. Hít vô thở ra đến hai. Hít vô thở ra đến ba. Hít vô thở ra đến bốn. Hít vô thở ra đến năm. Đó là một nhóm đầu tiên nha. Tôi đang giảng bây giờ không thành em vô gì thì chết rồi, tôi giảng cho hai nghe lát nữa ngồi nha. Rồi hít vô thở ra đến một cái tuần như vậy thì cái đợt một á là 1-5, rồi bắt đầu quay trở lại. Hết vô thở ra đến 1, lên vô ra thở ra đến 2, nhưng mà lần này là tới 6. Tôi nói nghe kịp không? Kịp. Mình chia tất cả là 6 group này. Cái group này thứ nhất là 1, hết vô thở ra đến 1 mà đến tới 5. Rồi bây giờ đó là mới xong group 1 thì qua tới group 2 nè. Hết vô thở ra đến 1 mà lần này tới 6. Rồi cái group 3 nè là hết vô thở ra đến 1 mà lần này tới, có hiểu không ta? 7. Rồi cái group B4 là hết vô thở ra 8. Rồi cái group B5 đó là 9. Group B6 là 10. Mà tại sao phải chia group B như vậy? Tại sao không đếm liền từ 1 tới 1000 luôn? Nó ngủ cho đã luôn. Nó ngái bức tường luôn. Và lúc đó cái khả năng tập trung của mình nó không, sẽ không đủ mạnh. Các vị nghe kịp không?
Cho nên nó là chính vì cái mẹo đó nó làm cho cái việc tập trung tốt hơn. Nghe kiểm không? Bây giờ còn nhớ chắc đó không? Trời ơi, lắc đầu rồi trời. Tỏ tình mà từ chối không đau rồi. Bây giờ nghe nè. Hết vào thở ra, đếm một cho tới năm. Xong hiểu không ta? Rồi, bây giờ làm lại. Hết vào thở ra một mà lần này là tới sáu. Rồi tới sáu nhẹp chiều qua tới rất ba nè. Hết vào thở ra đến một và lần này tới. Mà các vị làm giùm tôi và xong sáu rất đó. Xong các vị quay cái lệnh rất một. Thì những người mà bị mất ngủ á, thường nó đi tới bốn rất là nó đi mất về sớm tu. Về sớm tu. Còn đứa nào nó lì lắm, nó làm gì tám lần nghe là cũng đây à. Cho nên thì không cần thành Phật, chỉ cần ngủ ngon thôi. Đúng không? Ăn mà khó ăn cứ cho nó nhịn đói vậy nào nó lộ con mắt nó tự nhiên nó cạp á cũng thấy ngon nữa. Nó là cái mèo không nhớ nha. Chứ đừng có chiều, mình có chiều thì cứ nhớ còn anh á. Cái chuyện này nó hơi bậy nhưng mà tôi nhớ tôi kể cái cần thiết. Anh nó sợ bị khó thở trong người rồi bị đau đớn bị đổ mồ hôi trọ mà anh thấy sống cũng tin rồi sống nổi nữa rồi đi ra bác sĩ đó bây giờ là cái tinh hoàn của anh cái tinh hoàn phải cắt bỏ thì anh mới dễ thở được. Anh nói ủa hết cắt rồi sao tôi chưa có con đó? Nghe là bây giờ sao bây giờ một là chết hai là có con anh muốn cái nào anh sẽ chết nếu có con thì anh muốn cái nào bây giờ nếu mất thì thôi tôi cắt đi thì cắt xong rồi anh buồn lắm. Thì bữa sau anh đi thơ thẩm thành phố anh thấy có cái tiệm mai nó để là giá ủng hộ trong tháng này mai các kiểu đồ Âu phục và quốc phục Việt Nam anh thích quan tập dùng thành thở đo xong xuôi rồi cái đo quần đo áo xong rồi đo cái quần thế thở anh hỏi bác cái quần này có rộng lắm không anh không bởi vì phải rộng lắm thôi mất mặt tôi nó chặt cái cổng bị khó thở. Hiểu không? Tức là lẽ ra hôm trước ông thay cái quần nặng hơn rồi đâu rồi cắt cái kỳ á. Có hiểu không anh? Khi mà ông thở ông nghe thấy cái mắt cái quần như vậy có phải rộng đúng không? Rồi phải rộng cái rộng thì nó sẽ làm cho cậu dễ thở hơn. Ông nói trời ơi chứ mà bà cháu gặp bác sớm hơn mình thấy đâu có bị cái bác sĩ vậy nó cắt thở. Tôi nói không phải để cắt bị cười. Mà tôi muốn nói rằng nhiều khi cái vấn đề nó được giải quyết một cách rất là đơn giản. Yeah, các vị sống chánh niệm. Thì tôi thề đọc là 99% những cái nan đề để sống tự động nó thông và thông cách nào một là nó được giải quyết, hai là nó được để qua một bên. Tất cả vấn đề trên hành tinh thì nó chỉ có hai cách giải quyết, một là mình hóa giải nó, hai là để nó sang một bên, đúng vậy không ta? Mà đa phần đời sống thì mình khổ là vì những chuyện mình không thể can thiệp mà cứ ráng nhớ nó hoài, mà chỉ có đứa nó sống chánh niệm thì nó mới vượt qua được cái này. Tôi nhắc một lần nữa, đa phần vấn đề trên thế giới này nó là những vấn đề khổ đó, thì chỉ có một phần rất ít trong đó là nó cần đến cái sự mà gọi là dốc sức hóa giải thôi, mà phần lớn là còn những cái chuyện mà mình quên nó thì nó sẽ không còn. Tên tôi đi, ví dụ như sợ ma. Chạy ma và đá Phật. Tôi nhớ có một chuyện là ba có bà có ra bác sĩ mới nên tôi biết tôi bị cái gì mà tôi nào đâu cũng đau hết. Thì bác sĩ khám rồi thử phản đào nước tiểu, cuối cùng thì đi 80 của bác sĩ, ông cuối cùng cũng cho biết là bà bị đau ngón tay nên giờ đâu cũng đau rồi. Có chuyện đó rất là rùi bu, tôi thích câu chuyện đó lắm. Tôi thích câu chuyện đó, gọi là tôi thích cái câu chuyện mà tôi kể cái điện nghe ngoài, cái câu chuyện mừng. Chị rất là đường buông mà tôi kể rất là tôi thích quá mà tôi kể mà tôi thấy quê. Một ngày đó ở bệnh viện Tâm Thành tiếp nhận một ca bệnh nhân, một cái ca bệnh mà một anh bệnh nhân mà gia đình nói là chuyện nó lúc nó bị cái gì kỳ nó ăn rồi nó cứ chung gì kẹt tủ nó trốn tụi nhớ nó nói là nó là một thấp nó sợ viên gà ăn. Thì bác sĩ nó nói là đường cũng chặt tâm thần á, bác sĩ mới
vừa dùng liệu pháp tâm lý vừa cho anh uống thuốc thì được 5-3 tháng sau thì anh ngon lành, anh ngon lành lắm. Bác sĩ hỏi giờ ok không đó, thì dạ thầy hỏi giờ nghĩ là sao khổ, bác sĩ ơi tôi sức dốc như vậy mà tôi biết tôi khùng quá khùng thiệt, khổ cha khổ mẹ khổ vợ khổ con. Giờ tôi biết rồi, thời gian qua là tôi bị hoang tưởng. Bác sĩ cho anh về mà về đổ ra mà không thấy ra sao người anh thấp cái quay lại người thấp thì bác sĩ, bác sĩ đừng chọc em nữa. Bác sĩ mừng lắm cho anh về, trong được có 3 tháng sau thì mình chở cô được nữa. Thì bác sĩ hỏi sao cha bệnh tái phát nó không, em biết vậy em là người mà thấp mà em đi sợ lại gà không biết. Các vị có hiểu không, cái câu chuyện nó rất là sâu. Nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở chỗ là cái tiếc của anh nó chưa đủ sâu. Các vị có hiểu không? Hiểu không? Khi các vị biết chắc cái trọng lượng của các vị, cái hình dáng của các vị không thể nào là một thấp, và với trọng lượng này thì làm sao mà con gà nó ăn được. Các vị biết chắc như vậy thì các vị không có cái hoàn tưởng quái gở như vậy. Và đằng này khi các vị cứ tiện rằng mình là học thấp và mình sợ gà nó ăn thì cái mức hoàn tưởng tôi cho là đến mức tuyệt đỉnh rồi. Đấy, và tôi nhắc lại lần nữa một câu nói mà tôi còn nói hoài, ai nghe như vậy thì đã nhớ của mình. Thánh nhân khác phàm phu ở một chỗ là thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin, cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Còn phàm phu mình không hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Bình thường thì đi chùa mặc áo la mà nó cũng đòi giao la không hơn, mà đọc kinh thì đọc to không hơn người ta. Có pháp danh rồi thuộc pháp qua khổ môn đọc tủ tụ từ kinh kim ngang bát nhã, mà đột diện sang áo là nó đánh ghen số gắt luôn, mà nói xấu người ta không có biết thẹn chưa hết. Tư thù nhỏ mọn tiểu tâm đầy ắp mà hoàn toàn có thể giảng về giáo lý trong đó là bởi vì mình nói thì thôi chứ mình không có tin lắm điều hiểu. Biết mình có học thấp nhưng mà sợ gà không biết, có nghĩa là cái biết mình có vấn đề. Và chưa hết, đang miệng mình nói này nói kia thấy một sò rẻ cũng mua mà chưa hết một cái này mới nặng. Bác sĩ mà phán cũng như một phán là nó rung lên tới óc luôn, nó biến tức là vừa tiếc của vừa tiếc mẹ mà vừa lưu luyến gia đình tùm lum. Lúc đó mình nó biết mà đi máy bay mà kêu nó đắt cái là mình muốn vãi ra quần cái việc đó không. Tất cả những nói hoàn toàn là sự thật, có nghĩa là mình nói thanh này là phù du, nó là mắm cát, nó là sương khói, nó là bọt nước. Mình nói cái lên máy bay mà nó sắp còn thạc làm mình biến hình cái này lại biến có thường bay. Tu là phải đến một lúc nào đó thánh hay không tôi chưa biết, nhưng mà bớt sợ chết là và sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào như cho là Phật tử thực hiện. Phật tử thực hiện, nếu các vị hỏi tôi tu là có cần đặt phép thần thông này đi lên lửa thì nó lúc đó không vậy tôi không có coi cái đó ra một cái gì hết, mà cái mà quý là cái cảm bị chúng chữ không nhận bớt tham bớt sợ và đặc biệt nghe nói tới cái chết lòng thanh thản, tôi cho đó là số một. Cái khả năng thương được kẻ thù tôi cho đó là chính là thành. Khả năng đối diện cái chết là vẫn tỉnh bơ, tôi cho đó là thánh. Chứ thánh trong lòng của tôi không phải là đi mây về gió kêu mưa kêu men kêu hô phong quảng vũ không. Tôi bữa nay tôi xác định là lần nữa trong lòng của tôi cũng là người dù năm 24 năm thì tôi vẫn bảo lưu cái định nghĩa của tôi là thánh nhân. Thánh nhân là người con chết không ra gì và yêu thương kẻ thù y như mẹ ruột, thì đó là thánh nhân. Và tôi phải định nghĩa một lần nữa cái chữ phép lạ trong đạo Phật mà quý vị ở đây buộc phải hiểu, đó là phép lạ là những chuyện mình người ta làm không được, đó là lạ định nghĩa thế gian. Nhưng mà trong đạo Phật nguyên thủy thì cái chữ phép lạ đó, cái định nghĩa nó sâu lắm. Phép lạ là gì? Cái chuyện nó lẽ ra không thể có mà nó có, đó là phép lạ. Lẽ ra chuyện đó phải có mà nó không có là phép lạ. Lẽ ra thì nó không nên có mà nó có, lẽ ra không thể có mà nó có, hoặc là chỉ nó lẽ ra có mà lại không có. Các con hiểu thế nào?
tính ngán kịp. Một cái chuyện nó lẽ ra là nó phải có nhưng mà nó lại không có, đó là thật lạ. Ví dụ như hồi trước khi mình chưa biết Phật pháp, mình bị nắm tóc, mình bị chửi, mình bị sỉ nhục lên, mình rất là giận, hiểu không? Nhưng bây giờ bằng cách hiểu nào đó, bằng cách tu tập, bằng cách hành trì nào đó mà mình không có giận nữa thì đó là phép lạ. Bây giờ hiểu chưa? Cái đó mới là phép lạ. À, nó phép lạ. Chạy xe ẩu như vậy lẽ ra nó bị đụng rồi mà bằng cái cách nào đó nó không đụng, đó là phép lạ. Đó là những phép lạ mà nó quan trọng, nó cần thiết trong đời sống của mình. Lẽ ra hồi trước mình chỉ thương được người thân của mình, thương được bạn bè của mình, nhưng bây giờ mình thương được cả người dân, và sau cùng mình thương được cả cái đứa mà nó không có ưa mình. Cái đó mới là phép lạ mà Đức Phật đề nghị mình đau rồi. Chỉ còn Phật tử mình đa phần là lạ là phải làm cái gì ngộ ngộ. Cho nên tôi nói Phật tử mình đa phần ấy, Phật lượng Ấn Độ Phật tử mình đa phần ấy, là toàn là tu Mông Cổ không? Mông Cổ là sao? Mông Cổ có nghĩa là tu sao chỉ cần cái mông mà cắt mà bắt tiền bắt thì làm thấy hay nè. Ông bây giờ tôi bày cho chuyện ngồi thiền, tôi dạy cho bị sống chánh niệm, tôi bày cho bị họ bắt quan trai, tôi dạy cho bị vô thiền, tôi dạy cho bị sống tri ân, sống cảm nhận. Tất cả những lời hướng dẫn đó không giá trị bằng một ngày nào đó tôi ngồi cắt trước một cái vị mà tôi cái bàn tỏ với các bàn bắt đó thì bị một người theo cũng gần răng. Hoặc là bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng thôi, cái vị bị bệnh đang đau đớn mà tôi chỉ cần lời tôi vúa cái mình hết đau là các vị sẽ coi các vị đi lên bên với đến chùa vì tôi với mấy vị Phật nữa. Tên tôi đi cái vợ của Phật tử mình cho nó, cái vợ lẽ của mình là cho nó, tức là mình toàn là theo vỏ và mỏ ruột. Bây giờ chỉ cần là tôi ngồi tức là tôi chỉ tu tập trung tu cái rong, tôi chỉ cần tu cái này tu cái rong, tôi làm xong tôi ngồi các bạn cỡ này là người ta theo tôi đành răng. Người ta gọi đó là pháp lạ, nhưng mà trong Phật giáo không, trong Phật pháp nguyên thủy trước tiên. Pháp lạ không phải là mấy cái chuyện tào lao và rùi buông đó, mà pháp lạ trong Phật giáo là những cái chuyện mà thứ nhất là chuyện khó làm mà ông làm được, và cái việc đó đem lại cái niềm vui, đem lại sự an lạc cho bản thân anh và cho người khác, thì cái đó mới gọi là phép lạ. Có một vị thiền sư định nghĩa như thế này, tôi rất là thích. Có một ông Tây đến hỏi ngài, bạch ngài, ngày con nghe con đọc sách về Hindu, đạo Hindu, về yoga, về Tây Tạng, về Phật giáo Theravada, về Phật giáo Mahayana, chuyện tập truyện đọc nhiều lắm, nhưng mà con muốn nghe ngài nói cho con nghe về cái chữ pháp lạ, cái đó có thiệt không thầy? Thần thông có thiệt không? Thầy nó có chứ, có. Người có võ thì họ làm được những chuyện mà người không có võ làm không được. Người tập tạ họ có sức mạnh, họ là khi được những cái vật mà người bình thường khi được. Người tu thiền với khả năng định tâm thì họ làm được nhiều chuyện mà người bình thường loạn tâm nó làm không được. Cho nên đối với thầy thì cái thật lạ không có gì là khó tin. Nhưng có một điều ông Mỹ nghe chữ nhân á, a tờ là ông ngạc nhiên lắm. Nhưng có một điều đi trên nước, dẫn trên hàng không, bay trên không khí, mấy cái đó biểu diễn cho vui thôi. Cái pháp lạ thật sự là Phật không phải là đi trên lửa, đi trên nước, mà là đi trong chánh niệm, trong từ bi, trong yêu thương, trong bao dung, trong tha thứ. Thì trong đạo Phật nói đi đó là đi trên pháp lạ, mà cái lạ này nó có lợi cho nhiều người lắm. Các vị có tin gì nữa? Cho tôi chọn hai người để tôi sống gần. Một người thì có khả năng đi chân trần, trên thang, trên nước, nhưng mà cái bánh tình thì sạn vô, ngửi cũng vô. Nhưng một người kia thì bình thường, đâu có ra lạ gì hết, nhưng mà bà thương tôi, bà chăm sóc tôi bệnh hoạn bà lo, mà bà không bao giờ nói xấu tôi, lo được cho tôi, lo giúp được giúp, nhưng không giờ làm gì cho tôi buồn. Thì chắc tôi chọn người thứ hai hơn. Còn người kia họ làm gì chuyện lạ thì, nhưng mà họ không có giúp ích được gì cho tôi hết. Tôi nói thật, tôi không cần thấy là người đó. Nó một cách khác thì dễ hiểu hơn đi. Mình ở gần một ông tỷ phú mà ông không có chia mình một cách hàng hết, không bằng ở gần cái bà gánh hàng rong mà sáng nào cũng được gối sôi như đúng. Cái bà biệt hai này mà ra thằng mình ngu lắm, mà tôi tưởng ở gần tỷ phú là ngon mà quên 10 năm nay chả có cho mình xuống nào không, không. Mà có bà gánh hàng rong thì sáng nào trước khi bà đi gánh bà cũng để tôi gối sôi hết chứ có ai bà nha. Cho nên
Vậy phép lạ ra là Phật hay lắm. Phép lạ là gì? Phép lạ là làm được những chuyện mà xưa nay thiên hạ ít người làm được.